đó là lần này mình sẽ lên layout bullet journal, layout một cái planner ở dạng là digital, và các bạn có thể download và tải về thực hiện nó ở trên iPad của các bạn, hoặc là các bạn có thể in ra để mà có thể viết cũng như là nốt rồi thực hiện nó hàng ngày giống như là mình nhá. Mình cũng không để lại bất kể một cái remarker nào, một cái gọi là tên nào để hiển thị rằng là đây là một cái design của mình, và mình muốn là các bạn hãy sử dụng nó một cách thoải mái nhất và áp dụng nó được vào trong cuộc sống của mình nhá. Còn mình thì mỗi khi mà mình đang định làm một cái gì đấy là mình sẽ hùng hục mình làm luôn. Có là mình làm không biết sáng trưa chiều tối là gì ấy. Thậm chí mình quên cả ăn trưa, thậm chí là mình làm đến tận tối luôn. Chào mừng bạn đã quay trở lại với Hồng Lê Thị. Vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi thì tháng 9 sẽ bắt đầu. Con số 9 là một cái con số rất là đặc biệt đối với mình, nên là trong suốt nửa năm vừa rồi, khi mà thực hiện các cái công việc cũng như là làm việc freelancer ở nhà, mình đã làm theo kiểu cảm hứng và bị tụt mood, rồi lại down mood, rồi lại lên, rồi lại xuống một cách rất là thường xuyên. Thì mình lại bắt đầu quay trở lại với cái việc lên kế hoạch và tạo bullet journal như những năm trước. Trong đầu năm vừa rồi, mình cũng đã chia sẻ với các bạn một cái cuốn sổ mà mình đã chuẩn bị ngay từ cái đợt đầu năm, khi mà khởi đầu một cái năm mới. Đó là mình sẽ dự định viết lại tất cả những cái ý tưởng, những cái phần suy nghĩ của mình hàng ngày, và mình vẫn sử dụng sổ tay và bút viết để mà thực hiện. Tuy nhiên thì trong vài tháng trở lại đây, khi mà thực hiện các cái công việc mà nó không ra đầu ra đuôi, nó đến theo cái cảm hứng nhiều, thì là mình thấy rằng là cái năng suất làm việc của mình nó không còn được tốt như trước nữa. Và mình lại quay trở lại với cái việc là lên kế hoạch và thực hiện bullet journal như là mọi năm. Có một cái điều đó là mình sẽ vẫn luôn hướng tới cái việc là có thể chia sẻ cho các bạn và có thể cùng đồng hành với các bạn trong cái quá trình học tập cũng như là phát triển của bản thân. Chính vì vậy mà mình đã thay đổi một chút so với các cái năm trước. Đó là lần này mình sẽ lên layout bullet journal, layout một cái planner ở dạng là digital, và các bạn có thể download và tải về thực hiện nó ở trên iPad của các bạn, hoặc là các bạn có thể in ra để mà có thể viết cũng như là nốt rồi thực hiện nó hàng ngày giống như là mình nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá cái nội dung mà mình đã làm được, nó sẽ bao gồm các cái nội dung nào, cái cách mà mình thực hiện ra sao, và cái cách mà các bạn ghi chú và sử dụng cái phần template này như thế nào nhá. Và nếu như mà các bạn cảm thấy thích thú cũng như là nó giúp cho các bạn có thể làm việc và học tập một cách hiệu quả hơn, thì các bạn hãy để lại comment và chia sẻ lại những cái suy nghĩ và cảm tưởng của các bạn để cho mình biết với nhá. Để sử dụng được cái template này thì là mình có tạo ra một cái file PDF. Mình sẽ để cái link tải cái template ở bên dưới phần mô tả của video. Thì hiện tại bây giờ mình đang sử dụng cái GoodNote để mà sử dụng cái file này một cách có hiệu quả nhất. Còn nếu như mà bạn nào không có cái iPad cũng như là không sử dụng GoodNote thì có thể là in ra từ cái file mà mình gửi để mà có thể viết cũng như là ghi chú vào nhé. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu qua về cái layout này. Cái layout này thì là bao gồm cái phần tiêu đề là Planner 2023. Thực ra thì là nó phải bắt đầu từ tháng 1 cơ đúng không? Nhưng mà bây giờ đến tận tháng 9. Hiện tại giờ là đang là tháng 9, nên là mình sẽ để là từ tháng 9 cho đến tháng 12. Ở phía bên tay phải đây các bạn sẽ nhìn thấy cái phần lịch của từ các tháng. Layout đầu tiên thì chính là cái layout được mang tên đó là My Year. Trong cái phần layout này thì mình đang dự định để các cái ảnh mà mình thích ở mỗi tháng. Do là từ tháng 9 đến tháng 12 thì nó cũng còn có 3 tháng nữa là hết năm thôi. Nên là mình đang có dự định là mỗi tháng mình sẽ lấy vài cái ảnh của cái tháng đấy để lưu trữ lại cái kỷ niệm gì đó, hoặc là một cái event nào đấy, hoặc là một cái sự kiện nào đấy mà mình nghĩ là mình muốn lưu lại và muốn nhớ lại cái hình ảnh đó, thì các bạn có thể edit nó vào đây. Ở trên iPad thì các bạn sẽ chọn và thêm file vào thôi, đúng không? Thêm như bình thường thôi. Ở đây thì là mình lấy một cái hình ảnh bất kỳ thôi nha, chứ còn mình cũng chưa có cái dự định cụ thể cho cái phần layout này, nên là các bạn có thể tùy cơ ứng biến nha. Thích cho ảnh gì vào thì chọn nha. Đó là cái phần layout đầu tiên là cái My Year, tức là mỗi một tháng thỉnh thoảng mình sẽ update nó vào đây. Tiếp đến là cái layout đầu tiên của tháng, mình sẽ có một cái
Monthly Calendar ở đây, mình đang để ở đây là September. Cái phần ô trống ở dưới này thì là đang để trống. Các bạn có thể điền các cái số ngày tháng ở đây. Ví dụ như là tháng 9 thì bắt đầu ngày mùng 1 là từ thứ 6 này, thì các bạn sẽ điền cái ngày vào đây. Thì là ở đây nó sẽ đến cái ngày 30 là hết tháng. Các bạn sẽ mỗi tháng là các bạn sẽ điền cái số thứ tự vào đấy để sao cho nó khớp với lại cái lịch calendar của tháng đó. Đến cái phần tiếp theo là cái phần reminder, là cái nội dung mà các bạn sẽ dự định làm ở trong cái tháng đó. Nó có thể là những cái dự định quan trọng, hoặc là những cái điều mà bạn đang mong muốn, hoặc là đang ấp ủ muốn làm, hoặc là các bạn đang muốn học tiếng Nhật chẳng hạn này, hoặc là các bạn đang muốn làm gì đấy, thì các bạn có thể ghi vào cái phần notes và cái phần reminder ở đây. Ở cái trang tiếp theo thì nó sẽ có một cái được gọi là My Quest. Cái này nó được coi như là trái tim của cái planner này của mình. Ở đây mình có làm cho tháng 9 có 1, 2, 3, 4, 5 cái câu quest ở ngay đầu tháng. Nó sẽ có bao gồm các cái câu tương tự như ở đây. Mình cũng có cái phần tiếng Nhật, rồi cái phần tiếng Việt để mà giúp cho các bạn có thể hiểu được cái câu đấy, nếu như mà các bạn cảm thấy rằng là mình chưa hiểu rõ này. Và trong khi mà mình đọc các cái câu quest này thì các bạn hãy chịu khó tra từ mới nha. Ví dụ như là mình sẽ để ý xem là Wazukana nó là cái gì này, hoặc là cái từ này mình sẽ đọc ra sao này, hoặc là ở đây các bạn có biết cái từ này không. Đấy thì là mình có thể tra ở trên mạng, tra ở trên bằng cái cách nào đấy để tra cứu cái cách đọc của nó, rồi các cái cấu trúc ngữ pháp mà người ta sử dụng ở trong các cái câu này để học tiếng Nhật luôn. Nó sẽ có ở đây là gì đấy, không thể thiếu cái việc đọc sách này, ní kakase này này, rồi các cái câu khác cũng tương tự như vậy. Mình sẽ học được một số các cái cách hành văn mà các bạn nghĩ rằng là các bạn thích chẳng hạn, hoặc chỉ đơn giản các bạn thích cái câu đó, thì là các bạn có thể nốt lại là một hình trái tim hoặc là một cái gì đó để mà remark và đánh dấu lại thôi. Thì là cái này dựa trên cái việc viết của các bạn nó như thế nào thì tùy thuộc vào cái sở thích cá nhân nha. Đến cái layout tiếp theo thì đây nó chính là cái layout mà xương sống của cái phần planner hay là cái phần bullet journal này. Như mình có nói ngay từ lúc đầu ấy, thì là từ trước đến giờ mình rất là ít khi theo dõi một cách sát sao cụ thể cái khối lượng hoặc là cái thời gian làm việc của mình. Thế nên là mình rất là hay bị burnout, có là không giống như nhiều bạn khác thì là không biết có việc gì để làm. Còn mình thì mỗi khi mà mình đang định làm một cái gì đấy là mình sẽ hùng hục mình làm luôn. Có là mình làm không biết sáng, trưa, chiều, tối là gì ấy. Thậm chí mình quên cả ăn trưa, thậm chí là mình làm đến tận tối luôn. Và đến lúc mà dậy đi đón con thì là mình mới bừng tỉnh là đã đến giờ đi đón con rồi, và mình phải gọi là gì, tất ta tất tưởi gọi là đi xuống để mà dắt xe máy đi ra đón con. Thế nên là cái mà mình đang muốn sửa đổi trong cái năm nay ấy, đó là mình sẽ phải theo dõi một cách sát sao hơn. Cái mục đích đó là gì? Để cho mình đỡ bị burnout nha các bạn. Có nghĩa là mình sẽ cố gắng là căn cái thời gian để mà mình không phải gọi là gì minh mẫn trong cái khoảng thời gian mình làm việc, và mình cũng không làm việc quá nhiều, dẫn tới cái việc là nó còn bao nhiêu các cái công việc khác nó kéo theo ấy. Thì cái mục đích của cái slide này nó sẽ giúp cho mình thực hiện được cái yêu cầu đó. Thì mình sẽ giải thích cụ thể như sau này. Ở đây là cái phần Hizuke. Cái phần Hizuke ở đây thì là các bạn sẽ viết cái ngày tháng mà hiện tại. Cái ngày tháng hiện tại này thì là mỗi ngày mình sẽ sử dụng một cái trang này, đúng không? Thế nên là tại sao mà mình sử dụng template ở trên iPad là vì như thế. Có là chúng ta có thể là hàng ngày cứ dở ra là có thể sử dụng được luôn, chứ không cần phải vẽ hoặc là kẻ ở trên giấy nữa. Hoặc là nếu như mà bạn nào không muốn sử dụng iPad thì có thể in ra làm cái layout để sử dụng luôn. Trong cái phần đầu tiên thì là vẫn tiếp tục là cái câu quote của cái ngày hôm đó. Hiện tại bây giờ theo dự kiến của mình là mình đang muốn là làm khoảng tầm 365 ngày thì tương đương với 365 tờ. Mà 365 tờ thì tương đương phải có 365 cái câu danh ngôn hoặc là một cái câu quote nào đấy thật là phong phú để mà mình có thể add được nó vào đây. Thì tháng 9 của mình là có 30 ngày thì là mình đã tìm được 30 câu rồi, cộng với 5 câu của cái trang đầu tiên và mình vừa nói ấy, là đã có 35 câu rồi. Mà hiện tại bây giờ trong cái vốn của mình nó chỉ có khoảng tầm hơn 100 câu thôi. Thế nên là rất là mong, gọi là khẩn thiết nếu mà bạn nào có cái câu nào hay thì
hãy chia sẻ với mình ở dưới comment để cho mình có thêm cái nguồn tư liệu để thực hiện cái phần layout này nhé. Thì ở đây là cái câu của Inamori Kazuo, một cái tác giả mà mình rất là thích. Mình đã đọc cái cuốn Ikikata, là cái cuốn cách sống của ông, và có rất là nhiều câu mà mình đã lấy được từ từ cái cuốn sách đó. Thì trong cái phần câu quất này, mình có để cái ở đây là cái phần tiếng Nhật này, bên dưới là cái phần tiếng Việt đã được dịch ra này. Thì là vẫn tiếp tục như là bình thường, mỗi một hôm mình sẽ đọc một cái câu quất đấy, sau đó là mình sẽ học các cái từ vựng ở trong cái câu nói đó, ví dụ như là te ni ireru này, rồi yobi yoserareru này, đúng không, hoặc là kanawanai này. Thì là các bạn có thể nốt lại và tra cứu, tự mình tra cứu xem là các cái câu đấy, các cái từ vựng đấy người ta sử dụng như thế nào. Nhớ là khi mà các bạn tra cứu thì là các bạn có thể tra ở trên Google, đúng không, hoặc là các bạn có thể tra ở đâu đấy, các cái câu label này, rồi các cái cách giải thích để mà có thể hiểu nó một cách rõ ràng hơn, hoặc có thể tự đặt cho mình một cái câu mà sử dụng cái tên ý đây được, tự mình đặt một cái câu mà sử dụng là kanawa này chẳng hạn, thì là mình sẽ nhớ được các cái từ vựng đấy hơn, và nhớ được cả cái câu tiếng Nhật này nữa. Nếu như mà các bạn cảm thấy cái câu tiếng Nhật này nó hay thì đương nhiên nó sẽ là một cái motivate rồi, đúng không? Nó là một cái nguồn động lực để giúp cho các bạn có thể bắt đầu một cái ngày mới rất là vui vẻ và sảng khoái. Tiếp đến là cái phần số 2, đó là Kyono Kansa, là cái lời cảm ơn của mình vào sáng sớm, gọi là vào cái ngày hôm đấy khi mà mình dở cái cuốn này ra, thì là mình sẽ viết 3 cái điều mà mình muốn cảm ơn vào cái ngày hôm đó. Thì với cái phần lời cảm ơn này thì từ trước mình cũng có chia sẻ với các bạn ấy là mình có viết nhật ký biết ơn hàng ngày. Tuy nhiên thì là nó lại phải viết ra một cái quyển khác, xong lại phải lấy một cái quyển sổ khác để viết, nên là nó rất là mất thời gian, và nhiều khi mình không gọi là duy trì nó được lâu ấy, nên là mình có tích hợp nó sẵn vào trong đây. Thì là mỗi hôm mình chỉ cần viết đâu 3 cái nội dung mà mình cần cảm ơn thôi. Ví dụ như là ngày hôm nay mình đã viết này, là mình đã dậy được từ rất sớm, ngay khi mà có báo thức phát là mình đã dậy được luôn, mình không bị gọi là delay như mấy lần trước nữa. Thứ hai đã là gì, đây là ngày đầu tiên con gái mình trở lại trường và nó đang rất là vui về cái việc đó, nên là mình cũng có viết vào đây. Rồi mình đã hoàn thành được cái bullet journal của tháng 9 và mình cũng rất là biết ơn về cái việc này, nên là mình sẽ viết 3 cái lời cảm ơn đấy vào đây. Tùy từng ngày khác nhau thì 3 cái lời cảm ơn này nó sẽ khác nhau, thậm chí nó có thể lặp lại nha các bạn. Nó lặp lại về mặt gọi là ý tưởng, còn nội dung thì có thể là mỗi hôm nó sẽ khác nhau, nhưng về cơ bản thì là hầu như hôm nào mình cũng sẽ cố gắng là biết ơn một cái điều gì đó, ít nhất là 3 hạng mục như trên. Ở bên dưới này nó chính là cái phần là to do list. Trong cái phần to do list này thì là các bạn có thể ghi các cái nội dung mà các bạn sẽ dự định làm vào ngày hôm đó. Ở phía bên tay phải này các bạn sẽ thấy có một cái hình đồng hồ. Ở đây thì nó chính là cái phương pháp Pomodoro đấy. Thì khi mà các bạn sử dụng cái phương pháp Pomodoro thì nó sẽ quản lý được cái thời gian làm việc của mình này, hoặc là cái Pomodoro của bạn là nó sẽ chia ra làm tầm 25 phút mỗi lần, tại vì cái mức độ tập trung của mình là nó chỉ được khoảng tầm 25 phút một lần là cao nhất thôi. Còn nếu như mà mình làm việc quá đi, kéo dài liên tục trong vòng 1-2 tiếng thì cái mức độ tập trung và cái khả năng làm việc hiệu quả của mình nó cũng sẽ bị giảm xuống, và mình đang bị cái tình trạng đó, nên là mình muốn sử dụng cái format này để mà tính toán xem là, ví dụ như là mình sẽ dự định trước là mình sẽ quay cái video bullet journal. Ví dụ hôm nay mình đang quay cái video này, mình đang dự định là sẽ sử dụng khoảng tầm 2 Pomodoro, thì là mình viết số đây là số 2. Pomodoro của mình ở đây là đang để là 25 đến 30 phút, có là thỉnh thoảng đến 25 phút mà mình vẫn muốn cố thêm khoảng tầm 5 phút nữa chẳng hạn, thì là mình vẫn chấp nhận được, và mình sẽ viết cái số lượng thời gian mà mình đã sử dụng để mà thực hiện cho cái task này. Ở bên này có là mình đã mình dự kiến là có khoảng 2 Pomodoro đúng không, thì là thực tế mình đã làm 2 Pomodoro, thì là mình sẽ viết vào đây, mình sẽ bôi màu nó vào đây, các bạn có thể lựa chọn cái màu tùy thích của mình. Rồi mình sẽ dự định đọc cái cuốn sách Master Key. Cái cuốn này thì là mình mới mua, mình đọc xong được một lần rồi, nhưng mà cái cuốn này nó hơi khó hiểu nên là mình muốn đọc lại lần thứ hai, nên là mình cũng có viết ở đây là mình sẽ dự định đọc cái cuốn này lại và sẽ sử dụng khoảng tầm 2 Pomodoro, thì là mình cũng sẽ tô màu vào đây nếu như mà mình thực hiện xong. Rồi đến buổi chiều thì là mình sẽ dự định edit video. Thì là khi mà edit video thì thường thường cái edit video này thì là cái Pomodoro nó cũng không
thực sự có định cố định, tại vì là nó cũng không cố tốn quá nhiều cái neuron thần kinh. Cho nên mình chỉ edit theo một cái thói quen mà mình xem xong là mình nghe thôi, nên là riêng cái việc edit video thì là mình không có thực hiện cái Pomodoro này một cách triệt để. Mình có thể ngồi khoảng tầm 30 đến 45 phút rồi mình đứng dậy một lần, nhưng mà mình sẽ tính cái khoảng thời gian mà mình thực hiện và mất khoảng 1-2 tiếng chẳng hạn, thì là mình sẽ căn, mình sẽ đo và tô màu nó vào đây để thực hiện cái tương ứng. Nếu như mà bình thường một ngày thì là mình làm ba cái việc này là đã tốn khoảng tầm 8 tiếng rồi, thậm chí còn hơn rồi, nên là mình sẽ để như vậy thôi. Còn những hôm nào mà nó có những cái task gọi là ít hơn hoặc là nhỏ hơn thì là mình sẽ chia nhỏ ra đây, thì là mình sang để đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cái đầu việc mà nếu như mà các bạn muốn quản lý thì là sẽ có 8 cái đầu việc để cho các bạn thêm vào, và nó có tới 10 cái Pomodoro để cho các bạn có thể làm. Tuy nhiên thì người ta cũng còn nói là nếu như mà mình làm quá nhiều ấy thì là nó cũng sẽ không tốt ấy. Nên là tối đa thì các bạn chỉ làm khoảng tầm 9 đến 10 cái Pomodoro này thực sự tập trung thôi là ok rồi. Thì trong cái lúc mà các bạn làm các cái danh sách này nhá, thì là mình thì hay bị một cái tật đó là khi mà làm ấy, đang làm thì lại nghĩ ra một cái gì đấy, thế là mình lại dừng lại, xong là mình lại nghĩ hoặc là mình đi tìm hiểu một cái khác ấy. Nhưng mà làm như vậy thì nó rất là không nên. Vì sao mà mình cứ làm liên tục xong là liên miên và không biết dừng ở chỗ nào ấy? Tại vì là mình đang, ví dụ như là mình đang quay video, mình nghĩ ra cái gì đấy là mình bắt đầu mình lại lên trên mạng mình search đấy, thế lại mất thời gian đi. Hoặc là mình đang đọc sách xong là mình nghĩ ra một cái gì đấy, mình lại đi lên trên mạng mình search chẳng hạn, thì nó rất là mất thời gian. Thế nên là để mà khắc phục được cái việc đấy thì là mình có ghi thêm cái phần là, thì mình có ghi thêm cái phần brick ideas ở đây. Có nghĩa là trong cái lúc mà bạn làm các cái task ở trên này này, bạn nghĩ ra một cái việc gì đấy mà bạn nghĩ là bạn cần phải làm luôn. Ví dụ như là bạn phải đi mua xà phòng cũng được này, hoặc là bạn quên mất là bạn chưa mua rau này, hoặc là bạn chưa mua thịt này, đúng không? Thì là các bạn có thể ghi vào đây. Hoặc là trong cái lúc mà mình làm cái đấy, mình nghĩ ra một cái ý tưởng nào đấy thì mình cũng sẽ viết vào đây. Ví dụ như là ngày hôm nay lúc mà mình làm cái công việc buổi sáng thì là mình mới nghĩ ra là mình sẽ thực hiện một cái layout để mà diễn đạt những cái phần dịch thuật từ Nhật sang Việt hoặc là từ Việt sang Nhật thật là hay mà mình tổng hợp lại được này, đúng không? Tạo thành một cái notebook và nó có cái design nó đẹp đẹp một chút. Đấy thì là mình cũng có thể viết lại vào đây để nếu như mà mình thực hiện thì là mình sẽ để đấy và mình sẽ thực hiện sau. Còn tạm thời là mình chỉ tập trung vào cái công việc của ngày hôm nay đã thôi. Hoặc là mình lại nghĩ ra rằng là cái cuốn Shinkansen Master mình vẫn còn chưa tổng kết được hết này, rồi mình dạy học sinh nhưng mà mình chưa hiểu được hết, mặc dù hôm qua mình dạy nhưng mà nó chưa được thực sự như mình mong muốn chẳng hạn. Đấy thì là mình lại mẹ ghi thêm là cần phải review lại cái cuốn Shinkansen chẳng hạn. Thì là đấy nó chính là các cái brick ideas. Còn cái phần note bên này ấy, nó chính là các cái nội dung mà bạn note thêm vào, hoặc là bạn muốn ghi cái gì thì bạn có thể note lại. Sau khi mà kết thúc một ngày thì là nó có một cái đó là what we will improve tomorrow, có là cái điều mà bạn muốn cải thiện trong ngày hôm sau. Cái này thì về cơ bản ấy, thì là mình sẽ nghĩ lại trong một ngày và mình sẽ muốn là thay đổi lại cái gì này, hoặc là mình muốn là ngày mai mình sẽ tốt hơn ở cái gì chẳng hạn, thì là mình sẽ trên cái tinh thần gọi là cải tiến một chút mỗi ngày ấy, thì là mình có thể viết 1-2 câu, 1-2 ý để mà theo dõi cái cảm xúc hoặc là theo dõi cái suy nghĩ của mình, rồi mình tự rút kinh nghiệm cho bản thân ấy. Thì đấy là cái layout ngày. Tương tự như vậy mình đã làm được 30 ngày, có nghĩa là tương đương với lại 4 tuần ấy. Nó sẽ có các cái phần, nó chia ra làm 3 phần chính như vậy. Thứ nhất là cái phần câu quất này, tiếp đến là cái phần cảm ơn này, thứ hai là cái danh sách làm việc này, thứ ba là cái phần notes hay là cái phần brick ideas ở đây, hoặc là cái điều cải tiến ở đây. Thì trang nào nó cũng như vậy cả. Thì đấy, mình có đưa cho các bạn một cái ví dụ mà mình đã điền ở đây. Đến cuối tuần, gọi là từ thứ hai cho đến thứ bảy thì các bạn làm như vậy. Có cả ngày chủ nhật nha, mình làm từ thứ hai cho đến chủ nhật. Thì đến cái ngày cuối tuần là cái ngày mà mình sẽ free care được, có nghĩa là mình sẽ nhìn lại cái tuần ngày hôm đấy. Thì là ở đây mình có đưa ra ba cái hạng mục chính mà mình muốn hỏi vào cuối tuần, đó là cái thành tựu mà bạn đạt được trong cái tuần này là gì, cho dù là nhỏ nhất nha các bạn.
Có nghĩa là nhiều khi chúng ta cứ hay nghĩ một cách rất là cao xa, một cách rất là cao siêu là mình phải đạt được cái thành quả nọ, thành quả kia. Nhưng mà hãy để ý một chút là những cái nhỏ nhất thôi, những cái gì mà bạn chỉ cảm thấy là mình vui với cái điều đó thì nó cũng là một cái niềm mà mình tự hào rồi, là cái điều mà mình thấy vui rồi, là cái thành quả của mình rồi. Thì các bạn có thể viết 1 đến 2 ý cái cảm xúc hay là cái thành quả của mình mà mình đã đạt được trong cái tuần vừa rồi. Ví dụ như là cái tuần vừa rồi mình đã dậy sớm được tận 4 buổi liền này, hoặc là cái tuần vừa rồi mình đi không đi làm muộn hôm nào này, hoặc là cái tuần vừa rồi mình làm việc rất là hiệu quả này, gì đấy. Tiếp đến là cái han se ten, là cái điểm mà bạn nghĩ là bạn sẽ cần phải xem xét lại, có nghĩa là cần phải gọi là gì, cải tiến ấy, trong cái tuần vừa rồi là gì. Ví dụ như là tuần vừa rồi mình rất hay bị buồn ngủ này chẳng hạn thế, hoặc là mình hay đi làm muộn chẳng hạn thế, hoặc là gì đó, hoặc là tuần vừa rồi mình chưa có học được một chữ tiếng Nhật nào chẳng hạn đấy. Và Raisiuni Dona Kufuo Stemiru, là bạn sẽ dự định làm gì trong cái tuần tới này không, để mà có thể khắc phục được cái hanse ten đấy, hoặc là để mà thực hiện được cái tuần tiếp theo một cách hiệu quả hơn. Thì đấy là cái nội dung của cái layout này. Ở bên dưới này là cái phần viết tự do, các bạn có thể viết thêm các cái câu hỏi khác, hoặc là trả lời cho các cái câu hỏi khác mà các bạn có thể tự tìm hiểu được. Còn đây là ba cái câu layout chính mà mình nghĩ là ai cũng sẽ cần. Còn lại thì là các bạn có thể thay đổi câu hỏi hoặc là trả lời review hàng tuần khác nhau theo mỗi người nhé. Thì đó là các cái layout chính. Còn lại thì là mỗi một hôm thì là các bạn sẽ được đọc một cái câu trích dẫn khác nhau. Đấy. Thì các bạn có thể xem ở cái phần tài liệu mà mình tải về xem là trong 30 ngày đấy thì là nó sẽ bao gồm các cái câu quotes nào, hoặc các bạn có cảm thấy thích với các cái câu quotes mà mình sưu tập được hay không. Thì đó là cái phần layout mà mình muốn giới thiệu ngày hôm nay. Ngoài ra nếu như mà bạn nào không sử dụng iPad thì có thể in cái phần template mà mình gửi ra sàn dạng sổ A5 như thế này. Trong cái file PDF đấy mình đang để ở cái khổ A4, các bạn cứ in ra A4, sau đó là cắt đôi thành A5, đóng lỗ thì là có thể cho được vào cái cuốn sổ còng này một cách rất là đơn giản. Như mình thì là mình vẫn rất là thích cái cảm giác gọi là viết ở trên giấy, nên là mình vẫn sơ cua một cái bản giấy như thế này, để thỉnh thoảng nếu như mà mình không thích dở iPad ra nó bị phân tâm thì là mình sẽ viết ở trên giấy luôn. Đấy thì các bạn cũng có thể tham khảo nha. Cái cuốn sổ này thì mình mua ở hiệu Calong và nó cũng khá là ổn với cái mức giá. Nó chỉ gọi là do giá thành nó rẻ nên cái cảm giác cầm nó không được gọi là sướng tay cho lắm, nhưng mà nó cũng đủ để cho mình dùng được rồi. Cái còng của nó thì là cũng khá là chắc chắn và mình chỉ cần đóng lỗ rồi cho vào sử dụng như bình thường. Cái layout này thì nó hoàn toàn giống với lại cái layout mà mình vừa chia sẻ với các bạn ấy, nhưng mà nó ở trên dạng giấy thôi. Đấy thì là các bạn có thể tham khảo nếu như mà sử dụng in nó nhé. Khi mà thực hiện cái phần layout này, mình cũng không để lại bất kể một cái remarker nào, một cái gọi là tên nào để hiển thị rằng là đây là một cái design của mình, đây là những cái mà Hồng Lê Thị đã làm. Và mình muốn là các bạn hãy sử dụng nó một cách thoải mái nhất và áp dụng nó được vào trong cuộc sống của mình nhá. Đó là toàn bộ những cái nội dung mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay. Tháng này là tháng 9, sang tháng 10, tháng 11 và tháng 12 mình sẽ tiếp tục hoàn thiện các cái tháng còn lại và sẽ chia sẻ cái phần template cho mọi người. Nội dung thì chắc là nó cũng không có nhiều thay đổi đâu, chẳng qua là những cái câu quotes ở trong đó thì nó sẽ được thay đổi đi này, hoặc là sẽ có thêm một cái gì đó mà mình còn chưa biết được. Nên là các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like, comment cũng như là chia sẻ những cái nội dung mà mình làm ngày hôm nay nhé. Nếu như mà các bạn cảm thấy hay và cảm thấy rằng là nó có ích trong cái công việc học tập của các bạn thì hãy để lại comment để cho mình có thể có thêm được cái nguồn động lực làm tiếp những cái video cũng như là những cái để chia sẻ cho các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Jenny.